Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 31 tháng 3 năm 2019, Thành Luân xin trân trọng giới thiệu một đôi đèn gỗ hương đỏ của Lào và một đôi đèn gỗ chắc đỏ của Lào. Hai sản phẩm này Thành Luân đang trưng bày tại Đồ gỗ Luân cơ sở 2, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Hai đôi đèn gỗ hương đã được hoàn thiện ở phần PU bóng mờ. Đây là đôi đèn gỗ hương cao 80 từ mặt đất từ chân đế đến đỉnh cao 80. Đều nằm ở chất liệu hương đỏ của Lào và đã nắp bóng điện rất là đẹp và đã hoàn thiện xong. Quý khách có nhu cầu muốn sở hữu đôi đèn này có thể liên hệ ngay với Thành Luân để chúng tôi bao ship đi toàn quốc cũng như gửi hàng đi toàn quốc, hoặc là khách nào ở gần cơ sở 1 và cơ sở 2 có thể đến tận nơi. Tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đây là đôi đèn gỗ hương đã được hoàn thiện PU bóng mờ. Đôi đèn này Thành Luân bán với giá là 13 triệu. Bao ship miễn phí vận chuyển 50 km. Đôi đèn gỗ hương là 13 triệu cao 80. Đây là đôi đèn gỗ chắc cao 1m6 bằng gỗ chắc ta, rất là quý hiếm, nhiều đôi này vẫn để mộc và đang trưng bày tại Đồ gỗ Thành Luân cơ sở 2. Tại cơ sở 1 chúng tôi cũng vẫn có đôi đèn này. Đôi đèn này Thành Luân bán với giá là 48 triệu bằng gỗ chắc đỏ của Lào, cao 1m6, rất là cao. Có thể làm thêm một cái chân đế nó khoảng 30 phân nữa là thành 2m, rất là đẹp. Ngoài cái kích thước đèn to này, Thành Luân còn làm theo yêu cầu của khách hàng, đặt theo yêu cầu. Thế là đèn này là 2 tầng tháp, còn có loại đèn 3 tầng tháp nữa. Toàn bộ đều làm bằng chất liệu là chắc đỏ nào. Ngoài cái liệu chất, ngoài cái gỗ chắc đỏ nào ra, Thành Luân còn làm bằng hương đỏ nào, hoặc cẩm nai, cũng bằng mẫu mã y hệt như này. Và phần phía dưới là cái đôi đèn gỗ hương cao 80. Quý khách mà phòng thờ mà rộng, bàn thờ rộng có thể để chốc bàn thờ, hoặc là chặt thì có để mua thêm hai đôn đèn ở bên dưới. Đôn đèn gỗ hương loại đẹp cao cấp này là 3 triệu một chiếc. Đôn đèn gỗ hương mặt vuông 38 cao 80, Thành Luân bán lẻ là 3 triệu một chiếc đôn đèn, cùng với đôi đèn 13 triệu một đôi, cộng là 16 triệu 19 triệu một bộ, tức là 3 triệu một chiếc, 6 triệu một đôi đèn, và bên trên là 13 triệu một đôi đèn. Tổng cộng vừa đôn đèn, tức là hai đôn đèn này là 6 triệu, 3 triệu một cái, và cái đôi đèn 13 triệu, 19 triệu một bộ. Đây là một trong những mẫu đèn thờ của Thành Luân chúng tôi sản xuất gỗ chắc và gỗ hương đỏ nào rất là nhiều. Hiện tại cơ sở 1 cũng như cơ sở 2 Thành Luân đang trưng bày hàng chục cái đôi đèn như thế này cho các khách hàng về lựa chọn. Ngoài chất liệu gỗ hương, Thành Luân còn làm gỗ chắc và gỗ cẩm nai. Đây là một đôi đèn gỗ chắc cao 1m6, gỗ chắc đỏ, giá bán là 48 triệu. Và đôi đèn gỗ hương đỏ cao 80, giá bán là 13 triệu. Đôi đèn này làm hoàn thiện rất là kỹ. Và ngoài cái giá tiền 13 triệu ra, Thành Luân còn làm một loại rẻ hơn, tầm 8 đến 10 triệu cho các khách hàng lựa chọn và phù hợp với cả kinh tế của từng gia đình. Thành Luân xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại khách trong video clip sau. Quý khách có thể gửi tin nhắn qua Zalo, Viber hoặc truy cập trực tiếp vào Facebook Đồ gỗ Thành Luân, hoặc quý khách có thể gửi tin nhắn qua Zalo theo hai số điện thoại ghi trên mình đây. Chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là báo giá từng sản phẩm một theo từng thời điểm. Thành Luân báo là thời điểm này là gỗ chắc và gỗ hương là như vậy, còn các cái gỗ chắc và gỗ hương này nó có thể biến động theo thời gian cũng như là thị trường Trung Quốc. Thời điểm này là đôi đèn gỗ chắc này là 48 triệu và đôi đèn gỗ hương kia là 13 triệu. Có thể thay đổi theo từng thời điểm. Đây là giá báo tham khảo là tại thời điểm ngày hôm nay là 31 tháng 3 năm 2019. Tìm được không?